Hôm nay thì cũng là ngày gặp mặt, thì anh thấy em vừa qua cuộc đời của anh rồi, thì anh xin phép được hôn vào tay của em. Nụ hôn thứ hai anh xin phép được hôn vào trán của em. Và nụ hôn thứ ba thì cho anh hôn vào bàn tay còn lại của em. Không phải là chỉ là hôn mình là xong rồi thôi, mà anh muốn chứng minh cái lời nói của mình là anh sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ em quãng đường còn lại. Cho anh mượn cái tay phải. Xin lỗi. Trời ơi, tay nào trước cũng được, anh cũng khó nữa. Rồi, xin mời hai bạn hãy mở mặt nạ của mình ra nha. Ok. Không, đây đi phụ cho. Rồi, ngắm đi. Sao? Lần đầu tiên thấy chị Tường ngoài đời. Rồi thấy sao? Rồi thôi, em tự giới thiệu về bản thân mình dạ, đi nè. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Hồng Thanh. Em đến từ Bình Phước. Trước đây 2 tháng thì em là quản lý của phòng thí nghiệm. Còn hiện tại em đang làm nhân viên trong Bách Hóa Xanh. Thí nghiệm là thí nghiệm gì em? Dạ, em thí nghiệm công trường. Rồi em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ, em 31 tuổi. Quê mình ở đâu cô? Dạ, em sinh ra ở Bình Phước luôn ạ. Thì hiện tại bây giờ mình sống ra làm việc ở Bình Phước luôn. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào bạn Nam và xin chào tất cả mọi người. Dạ, em tên là Thanh Phụng, em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kinh doanh. Quê của em là ở Bình Định, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Rồi, thế bình thường thì em có hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không? Dạ có. À, thí dụ bây giờ mình có bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ bao lâu mình sẽ thăm bạn gái được một lần? Dạ, tùy bạn gái rảnh rồi lúc nào em thăm đó. Rồi, em gái rảnh lúc nào? Thường thì em rảnh cuối tuần chị. Rảnh cuối tuần. Còn em sao? Vậy thì em xếp lịch cuối tuần em đi thăm. Nhưng mà tuần nào cũng thăm hay là mấy tuần mới thăm được một lần? Dạ, tuần nào cũng thăm. Chắc không à, cái này không có hứa mà không làm được đâu. Bây giờ săn vẻ mà đi lại bình thường. À, bây giờ săn vẻ đi lại bình thường, ok. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, biết chia sẻ, hòa đồng. Về điểm yếu thì dạ em hay quên, với lại em cũng hơi nhát gan nữa. Đó giờ bị ai hụ gì mà mình cảm thấy mình sợ, mình ấn tượng luôn không? Dạ có. Cái gì? Ai? Lúc mà hồi nhỏ thì người ta hay nhắc ma á, cũng sợ lắm chị. Rồi đã sợ mà cũng hay thích, cũng xem phim ma. Tối thì ngủ với được. Trời ơi, sợ mà còn coi phim ma nữa, là tối ngủ với ai? Dạ tối thì em ngủ với nhỏ em. Em hiện tại giờ đang sống với nhỏ em luôn hả? Dạ, thì sống với em. Rồi ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ, ba mẹ thì ở quê. Ở quê, em với nhỏ em trong này thôi. Dạ. Ở nhà trọ. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em không biết. Điểm yếu của em là em không biết nấu ăn, em hơi nhát khi mà đứng trước đám đông hoặc là thuyết trình gì đó là em nhát, em không nói được. Với lại không biết nhậu, không biết uống bia. Không biết nhậu, không biết uống bia, không hút thuốc. Dạ, điểm yếu của em vậy. À, cái đó điểm yếu hả? À, dạ. Không biết nhậu, không hút thuốc, không uống bia là điểm yếu. Được, tôi chịu anh này nè. Chứ đó giờ nhiều anh lên đây nói cái đó điểm mạnh lắm, tôi thấy cái đó điểm yếu thiệt. Nhưng mà nó giỡn chứ mình phải biết mình phải có cái gì điểm mạnh chứ, hoặc là cái sở trường của mình chứ, đúng không? Ví dụ như em, cái gì là làm cho em cảm thấy tự tin nhất, hoặc là cái gì mà em làm nó thuần thục nhất, và cái gì là em hiểu không, mình cũng phải có một cái điểm nổi trội nào đó chứ, có gì đặc biệt chứ. Dạ, trước giờ em chỉ chú tâm vào công việc đi làm, cho nên là em cũng không để em cũng không phát hiện là em có điểm mạnh gì nữa. Chắc để bạn nữ khám phá. Trời ơi, biết khám tới chuyện nào mới được phá nữa. Rồi thôi bây giờ vậy nói về tình trường đi. Tình trường thì em như thế nào? Dạ tình trường thì em cũng chưa có mối tình nào chính thức hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Cũng có người đeo đuổi mình hay là mình có để ý ai, mình có lỡ say nắng ai chưa? Dạ cũng có say nắng một người, rồi cũng có một vài người theo đuổi mà kiểu giống như là duyên chưa tới. Cho nên mình cũng không có rung động trước người ta, cho nên là nên không có cho người ta cơ hội tìm hiểu. Nhưng mà nó có tìm hiểu qua lại một cái mức độ nó, ví dụ như có một nụ hôn nào chưa? Nắm tay cũng chưa nữa. Trời ơi, vậy là chỉ mới để ý kiểu như là xã giao thôi là đã thấy không tới được rồi, đúng không? Dạ. Cái này là điểm yếu. Chưa có kinh nghiệm sống trong tình yêu. Dạ, thành ra nên uổng phí nửa cuộc đời. Bây giờ phải cố gắng lên nha, bữa nay cố gắng nha. Dạ. Rồi, thế còn em thì sao? Dạ. Tình trường của em thì em có 2 mối tình. Và mối tình sau cùng thì em chia tay đêm Noel năm 2016. Đêm Noel 2016 tới nay là cũng gần 4 năm trời rồi. Dạ.
Tại sao chia tay ngay đêm Noel ấn tượng vậy? Dạ, tại có lẽ là do em làm nhiều quá, không có thời gian để ý đến bạn gái. Là cái đêm Noel đó không có đưa bạn gái đi chơi hay sao? Dạ, đêm đó em bận việc làm. Dạ. Rồi bạn gái nói chia tay ngay trong đêm Noel luôn. Dạ, tức là em gọi không bắt máy, xong cái mấy ngày sau thì chia tay. Thì tại vì em không đưa người ta đi chơi đêm Noel. Thì đêm Noel đó người khác đưa bạn gái em đi chơi rồi. Dạ. Đúng không? Chắc là vậy rồi chứ gì nữa. Rồi ta đang đi chơi người khác, em gọi vô sao ta nghe máy được. Thì sau đó là chia tay luôn. Dạ. Được không? Dạ. Đúng luôn hả? Tôi nói chơi mà đúng thiệt luôn hả? Dạ, dạ. Tại vì phụ nữ mà. Em nghĩ là do em. Do em. Nếu mà sắp tới em có người yêu thì em sẽ dành nhiều thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao 4 năm vừa qua em chưa tìm được một mối tình nào khác? Dạ, em muốn tranh thủ cái thời gian mà em chưa bị vướng bận vì tình cảm để em kiếm thêm chút xíu gì đó. Thế hôm nay là tại sao hôm nay lại đến với chương trình? Dạ, em sợ ế. Dạ, em sợ ế. Có nghĩa là công việc 4 năm nay rồi phải không? Bây giờ tạm gọi là ổn định chưa? Dạ, tạm tạm. Tạm tạm. Bây giờ thí dụ mà tiến tới hôn nhân là vừa có thời gian, cũng có thể có được một xíu gì đó kinh tế để mà lo cho cái mái ấm gia đình, đúng chưa? Dạ. Rồi, em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một bạn trai thì bạn ấy có tính cầu tiến trong công việc. Ừ. Là người chững chạc, là người có trách nhiệm, biết tôn trọng, biết quan tâm người khác. Ừ. Em có những yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Về ngoại hình, về tính cách? Dạ, về ngoại hình thì em hy vọng là bạn ấy cao hơn em, dễ nhìn là được rồi. Chỉ cần như vậy thôi. Dạ. Cũng đơn giản. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Dạ, em nghĩ là biết cư xử trong gia đình trên dưới là được. Còn nghề nghiệp em không quan trọng. Về ngoại hình? Xinh thì càng tốt, mà nếu mà không xinh thì chịu luôn. Xinh càng tốt, không xinh chịu luôn. Em có thể nói nhỏ bật mí một cái điều em thích nhất ở người phụ nữ là gì? Cái người mà em muốn lấy làm vợ thì cái người đó em thích nhất điều gì? Em thích nhất là một người phụ nữ hơi hiền một chút. Dạ. Ở trong nhà thì có thể mình hiền chút, nhưng ra ngoài đừng có hiền quá. Tại em hiền rồi, phụ nữ hiền nữa em sợ bị người ta bắt nạt. À, chẳng đúng rồi, hỏi cũng khó nha. Thôi giờ để chị coi cái hình. Cái hình để em dự đoán thử coi nha. Dạ, rồi coi thử coi. Trong đây có cổ đó, tìm cổ đi. Được thì tôi gả luôn. Trời ơi, hình gì mà khó coi, khó kiểm vậy. Rồi, kiếm đi, có ảnh nó chậm á. Cảm nghĩ cổ là ai? Em nghĩ chắc là đây. Đây hả? Dạ. Lý do tại sao là đây? Tại em thấy đây giống đây. À, đây giống đây. Ủa giống không ta? Hên xui. Chắc rồi phải không? Dạ. Mà này đúng ý em không? Dạ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Dạ. Rồi để chờ đó đi, có phải không? Dạ em, chắc em nghĩ anh này. Sao em nghĩ anh đó? Tại em nhìn thấy giống. Hay. Rồi bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim này. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để chúng ta xem cái người đối diện với chúng ta ngày hôm nay là ai nha quý vị nha. Mở cửa trái tim đó. Chào em. Dạ em chào anh. Em tên gì quên mất tiêu. Tên khủng. Mà sao là trúng không? Coi lại đi, cầm kỹ lại coi. Chắc trượt rồi. Chắc trượt rồi phải không? Trượt rồi là bị phạt nha. Hôm nay anh đi vội quá, anh cũng không có gì nhiều, anh có một món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Gói hoa ấn tượng quá. Đây là món quà tự tay anh làm. Lát nữa bấm nút rồi anh sẽ mở cho em. Để bấm nút mới được mở hả? Bây giờ chưa. Bây giờ từ từ. Dạ. Dạ em cũng có một món quà gửi tặng anh. Cái món quà này thì nó cũng có thông điệp là hy vọng anh cũng mạnh mẽ, cố gắng vươn lên trong cuộc sống giống như là cây sen đá này. Anh cảm ơn em. Ủa cái đó là cây sen đá đó hả em? Dạ cây sen đá. Sen đá. Sen đá. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Dạ em cảm thấy vượt qua mong đợi của em. Vượt qua mong đợi của dạ. Em. Thế còn em? Em thấy em đón trúng. Đón trúng là cái hình cũng dễ quá mà. Nhưng vấn đề khi nhìn thẳng con người trực tiếp đang ngồi đối diện với mình để em cảm nhận. Cái cảm nhận đầu tiên của em về anh ấy là như thế nào? Thấy ảnh hiền, cũng hơi rụt rè. Hiền hơi rụt rè. Nhưng mà bây giờ đây là một cô gái chưa có tình trường, chưa trải qua mối tình nào hết, mà em thì lại hiền và rụt rè nữa. Vậy thì trong cái câu chuyện tình yêu này, nếu bắt đầu thì ai sẽ là người chủ động? Dạ em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tại hai mối tình của em là bên đàn gái họ tấn công không à. Họ xách mấy cưa, họ cưa em nha, em không có cưa họ. Đợt này em phải có cái cưa nha. Rồi bây giờ để cho em có cơ hội để em có thể thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, phải lãng mạn, phải quyết đoán, thì cho em một xíu thời gian để hai bạn tâm sự riêng với nhau được không? Dạ.
chị Tường mời hai bạn ha, à, cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Cố lên nha, mạnh mẽ nha cưng. Dạ. À, dạ em mời anh. Anh mời em. Dạ. À, dạ anh ơi, à, cho em hỏi lại là anh tên Thanh đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Anh 31 tuổi. Sinh năm 89. 89. Dạ. Vậy giả sử như mình quen nhau á, rồi mình tiến tới hôn nhân á, thì em có mong muốn là anh về Sài Gòn làm hay là em về Bình Phước làm không? Nếu mà cái đó thì em về Bình Phước được thì em sẽ về, còn nếu mà anh muốn thay đổi môi trường sống anh lên Sài Gòn thì cũng được. Vậy thì bên nào hợp thì mình đi bên đó. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Thật ra thì anh lúc mà kéo màn ra thì anh thấy em là vượt qua mong đợi rồi, cho nên là không có gì nhiều để hỏi. Nếu mà mình mà tiến được xa hơn á thì anh cũng không biết nói lời gì ngon ngọt nữa, nhưng mà anh chỉ nói một lời là cho dù là khi mà mình kết hôn á thì chắc chắn sẽ có cãi vã, thì cho dù là anh đúng hay anh sai thì anh sẽ chủ động xin lỗi. À, thường thì cái bản tính của em thì em không có làm quá lên đâu, nếu mà em biết cái vấn đề đó em sai thì em cũng chủ động làm hòa và em xin lỗi trước ra, chứ em không có bắt anh phải xin lỗi. Dạ. Thường thì những khi lúc rảnh á thì anh thích làm gì? À, rảnh thì anh xem phim hoạt hình. Anh có xem Naruto? À, không, anh xem Bảy Viên Ngọc Rồng. Bảy Viên Ngọc Rồng. Trời ơi, gì mà tôi ở ngoài hồi nãy hứa với tôi là chủ động mà tôi thấy ha, không có hỏi gì hết trơn, toàn để phụ nữ hỏi rồi trả lời không à. Rồi người ta còn có hỏi là anh có muốn hỏi gì em không. Rồi nãy giờ có họ có nói gì mà về tỏ tình lời nào chưa? Mình nhớ chưa ha? Em quên. Cơ hội đâu có đến nhiều lần đâu, nó có chút xíu thời gian à. Nếu mà quen nhau á thì em dự tính là khoảng bao lâu thì mình kết hôn? Nếu mà quen mà hai người cảm thấy đủ chín chắn, đủ chịu trách nhiệm trong chuyện hôn nhân thì có thể là 6 tháng hay là 1 năm gì đó mình tiến tới. Không quan trọng thời gian. Dạ. Vậy nếu mà khi mà quen nhau á, anh được một thời gian rồi, anh muốn dẫn em về nhà thăm quê của anh, cho biết nhà anh, thăm ba mẹ anh, thì em có đồng ý không? Dạ có, em cũng muốn biết nơi anh sinh ra rồi, với lại em cũng muốn biết người thân, gia đình anh rồi ba mẹ anh. Thật ra người phụ nữ nào cũng muốn chứ không phải riêng em. Khi mà người ta quen với một người bạn trai, người phụ nữ lúc nào cũng muốn một cái sự công khai, một cái sự rõ ràng. Và luôn 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 mình nghĩ thấy một người bạn trai nào mà dắt mình về nhà, gặp cha, gặp mẹ, gặp gia đình là mình nghĩ rằng người đó là có ý đàng hoàng với mình. Còn người nếu mà người ta chỉ quen chơi hoặc người ta không nghĩ lâu dài, người ta sẽ không dắt mình về nhà. Bây giờ bữa nay em có người thân nào đó, em gọi cho người thân của em, gọi FaceTime em giới thiệu cổ hôm nay em gặp được cô bạn gái này rất là ấn tượng với em như thế nào đó, em khoe với người nhà em được không? Hôm nay người nhà em có ai biết em tham gia chương trình này không? Dạ ai cũng biết. Ai cũng biết. Thế bây giờ em muốn gọi điện cho ai? Dạ để em gọi cho anh hai, tại vì chị Tư ở trong nhà mẹ thì không có wifi. À chị Tư không có mà, rồi là anh hai là anh ruột á hả? Dạ anh ruột. Rồi em gọi đi. Nay đi là cả nhà ai cũng biết hết trơn á hả? Dạ. Ồ vậy sao không mời nhà đi theo? Dạ tại tối hôm qua là 9:30 là em vô làm ca đêm, sáng nay 5:30 em ra ca là em chạy xuống đây, đúng không về nhà. Alo. Anh đưa điện thoại cho mẹ cho chị Toàn em với. Má hả? Má với cô Tư đang ở đầu dưới kia. Ôi cô Tư. Hello anh. Xin chào. Biết ai không mà xin chào. Biết ai không mà xin chào. Chắc là bồ con Thanh. Trời ơi trời. Lộn rồi, lộn rồi. Đây là chị bồ con Thanh. Người nổi tiếng. Rồi đi đâu mà kêu ai, kêu lâu dữ vậy? Đây đây nè. Alo. Ai vô, xin chào. Biết ai sau em không? Dạ chào chị, hôm nay là chị biết em trai chị tham gia chương trình hẹn hò không? Bất ngờ quá à. Dạ mới sáng chúc may mắn xong bất ngờ gì nữa. Rồi thì giờ nói chuyện đi, giới thiệu liền đi, trời ơi thời gian quá hạn không lâu quá à. Dạ em giới thiệu bạn gái được chị Thương giới thiệu cho chị. Trời ơi em phải giới thiệu chứ giờ. Dạ con chào cô. Trời ơi chị mà. Chị.
Em chào chị. Dạ em xin lỗi. Dạ em chào chị, em chào lại. Dạ, dạ chị ơi, chị đang ở đâu vậy chị? À, chị đang ở nhà. Nè, vừa có xu nè, Kinh thấy không? Dạ. Ở nhà mẹ. Mấy đứa nhỏ đó là con của chị hả chị? Đây, con của chị đây. Wow, đẹp gái quá ha. Dạ. Trời ơi, nguyên một xóm luôn ha, gì ghê. Dạ. Em là Cát Tường, chị biết nhận ra em không? Trời ơi, nhìn mắt coi hoài là. Coi hoài luôn ha. Bây giờ em hỏi chị một câu thôi mà chị phải nói thiệt nha. Thế em trai chị có tật xấu gì không? Tật xấu hả? Giờ nghĩ không ra. Trời ơi, tốt hết hả chị? Tốt hết trơn hả chị? Không, không hoàn mỹ được đâu á chị ơi. Dạ. Cũng hơi có tật xấu. Có điều là em nó cũng cứ đi làm suốt á. Dạ. Thì, em cũng ở riêng nữa cho nên thì tật xấu của nó thì nói chung hơi bày hay vậy thôi. Còn tật khác thì cũng quên. Rồi thôi bây giờ chị nhìn mặt em gái nè, thì chị cho em một câu nhận xét đi, chị thấy em gái như thế nào? Nhìn sơ thì em gái cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn chị. Quan trọng á là hai đứa thôi. Rồi vậy em hy vọng một ngày nào đó thì mình gia đình mình sẽ được gặp nhau ha, Phụng về thăm gia đình chị chơi ha. Dạ. Rồi vậy thì thôi thì nói chung là đến cũng là cái duyên. Bây giờ nhờ chương trình giúp cho hai em nếu mà thành công được đó thì tốt. Dạ. Rồi. Dạ em cũng cảm ơn chị. Rồi chào chị nha. Bye bye. Ok, vậy là coi như tiền đề là thấy hấp dẫn được rồi ha. Hy vọng là một ngày không xa ha. Sẽ dắt nhau về ha. Rồi bây giờ á, hôm nay á, là cũng có chị gái của Phụng đi theo nữa. Bây giờ mình giao lưu với gia đình mình rồi. Bây giờ mình sẽ giao lưu với chị của chị gái được không? Dạ được rồi. Mời chị vô ạ. Chào bạn. Rồi. Nãy giờ mình ở ngoài mình lắng nghe câu chuyện của hai bạn thì mình cảm thấy như thế nào? Dạ nãy giờ thì em cũng quan sát thì em thấy bạn Nam bên này cũng hiền, nhưng mà con cái là cũng hơi nhút nhát, tại vì bé Phụng là bé này là rất là tốt bụng nhưng mà nó có một cái là nó cũng nhát. Với lại cái tiếp người không có người yêu tới thời điểm bây giờ là tại vì bạn này sống theo cái kiểu hơi truyền thống, có nhiều người giới thiệu cơ, cũng có nhiều người tỏ tình mà bạn muốn có một cái mối quan hệ để tiến xa hơn, thành bạn không có mở lên lòng ra. Thì hôm nay bạn đến đây bạn mở lòng thì em thấy hai bạn cũng được, thì cái quyền quyết định còn lại là ở Phụng. Thì em cũng mong muốn có một người rước bạn đi trước cái tuổi 30. À, giờ em nói gì với chị câu cho chị yên tâm đi, thấy không? Chị cứ thấy em nhát nữa. Thì hôm nay em đến đây thì em cũng mong muốn là kiếm được một người hợp ý với mình. Thì sau khi mà em thấy em Phụng thì vượt qua mong đợi của em rồi, thì em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn chị đã cho em cơ hội được gặp Phụng. Nếu mà em với Phụng có duyên á thì em sẽ dẫn Phụng đi cùng với em hết con đường này. Cái điều quan trọng là em có chắc chắn mình sẽ bảo vệ được cho bạn không? Tại vì bạn này thật ra tính của bạn rất là hiền. Em thì em hiền là em hiền đối với những người mà người ta hiền với em thôi, chứ cũng không phải nếu mà đụng vào người thân của em thì cũng chưa chắc là em hiền. Em chắc chắn như vậy. Thì quyền quyết định còn lại là ở em. Rồi cảm ơn chị. Hy vọng là cặp đôi hôm nay sẽ thành đôi. Và chắc chắn là bạn này sẽ làm được những cái điều mà nó hứa. Chúng ta chờ đợi kết quả nha. Rồi cảm ơn chị. Bây giờ Tường tìm hiểu nhau cũng nhiều rồi ha. Gia đình hai bên gặp rồi ha. Bây giờ mỗi người bóc một lá bài chơi nè. Coi trong cái này là một cái game cho vui thôi. Để xem trong lá bài này yêu cầu những cái gì thì mình thực hiện theo. Mỗi người một lá, đọc lớn lên. Rồi em trai đọc lên trước coi nè. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được. Được gì? Cái gì là đọc lâu vậy? Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Rồi đây đây bạn này đọc coi cái gì. Bạn nữ thì kể ra 5 tật xấu của mình. Đó. Rồi thực hiện đi qua bệnh. Mình đừng nghĩ đen tối quá em. Mình nghĩ cái gì nó trong sáng lên. Toát mồ hôi. Toát mồ hôi cái gì. Nhắm xin chỗ nào người ta cho thì em qua em xin. À, hôm nay thì cũng là ngày gặp mặt. Thì anh thấy em vượt qua cuộc đời của anh rồi. Thì anh xin phép được hôn vào tay của em. Nụ hôn thứ hai anh xin phép được hôn vào trán của em. Và nụ hôn thứ ba thì cho anh hôn vào bàn tay còn lại của em. Không phải là chỉ là hôn mình là xong rồi thôi, mà anh muốn chứng minh cái lời nói của mình là anh sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ em quãng đường còn lại. Cho anh mượn cái tay phải. Xin lỗi. Tay nào trước cũng được, anh cũng khó nữa.
cái thứ hai là anh xin hôn chán. Hai thứ tự xin. Rất tình cảm. Anh cảm ơn em. Tại vì anh hôn rồi thì anh sẽ thực hiện cái lời nói của mình. Anh bằng mọi giá anh sẽ thực hiện cái lời nói này của mình. Dạ, em thì không cần mình phải là nói quá nhiều. Quan trọng là mình biết mình nói cái gì rồi mình sẽ giữ lời hứa, mình hành động là được. Dạ. Rồi, chỗ đi em. Rồi, tới phiên em gái thực hiện điều của mình đi. Dạ, tật xấu. Thứ nhất của em là em ngủ em hay gác người khác lắm. Dạ. Thứ hai nữa là lúc mà em nóng giận lên đó thì hãy để cho em nói. Em nói ra hết ra thì em sẽ bình thường trở lại, em không có giận được lâu nữa. Không cho em nói là tức tối người lắm. Dạ. Với lại cái thứ ba nữa là em thì cũng hơi ngăn nắp, cho nên là nếu mà anh có bề bộn thì bề bộn, nhưng mà kiểu giống như là không cần phải cái gì để đúng vị trí đó, nhưng mà cũng phải là cũng chịu khó ngăn nắp một xíu chứ không là được. Em không thích chỗ đó. Trước tiên thì em thấy mình ba cái đó. Có ba cái thôi. Người ta có ba tật xấu kìa, mình có cái tật xấu nào nữa không? Dạ, em có một tật xấu là em rất là mong muốn được sở hữu một cô gái đẹp. Ra đường em thấy gái đẹp là em hay đi theo, em hay nhìn người ta lắm. Để làm gì em? Dạ, em mong muốn là được sở hữu bạn gái đó làm vợ của mình vậy đó. Có giờ đi theo bao nhiêu người rồi? Dạ, em mà thích ai thì chắc em đi theo người đó tới nhà người ta. Mà nói giờ đi theo ta tới nhà được mấy cô rồi? Dạ, em chắc không nhiều đâu, chắc khoảng cỡ 3-4 cô à. Mà mấy cô đó có chinh phục được mấy cô đó không? Dạ không, em đi theo người ta đâu có biết đâu. Bây giờ đợt này sao? Giờ cô này là có đi theo không? Dạ, cô này thì nếu mà cô cho phép thì em bám cùng luôn. Ủa, mấy người kia người ta cũng đâu cho phép mà em cũng đi theo vậy? Dạ, mấy người kia họ không biết. Đừng rồi, thí dụ bây giờ cô không cho phép rồi sao? Thì em sẽ ráng để thuyết phục cho cô cho phép. Rồi. Nhưng mà rồi cổ đi theo cô này rồi, mà rồi hồi nữa thấy mấy cô khác đẹp hơn rồi có đi theo mấy cô kia nữa không? Theo mấy cô kia cô này quánh em chết. Còn người ta hiền lắm, sao người ta dám quýnh? Tập trung ở đâu là tập trung vào một chỗ thôi nha. Hồi xưa dạ, mình còn mình chưa có đối tượng hoặc là mình ấy là thì mình đàn ông thì thấy gái đẹp thì thích đi theo là đúng rồi. Dạ. Cái đó là về giới tính là hợp lý. Nhưng dạ, mà khi mình đã có đối tượng rồi là mình phải tập trung chuyên môn vô nha không? Dạ, em nghĩ là cái đó là em có thể làm được. Tại vì em quen mối tình đầu của em thì khi mà chia tay thì cũng khoảng 5-6 năm sau em mới quên được người ta. Ừ, cũng là một người chung thủy đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn hãy nhìn nhau đi, 30 giây thôi. Mỗi người sẽ nói với nhau một câu nữa trước khi chúng ta dừng cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Là hiện tại bây giờ em đang suy nghĩ điều gì và em mong muốn điều gì? Hiện tại thì lúc vừa mới mở cái màn ra thì em thấy ảnh được tính tình hiền. Em mong muốn một cái nữa là anh ấy mạnh mẽ lên một xíu, mình dứt khoát lên một chút. Yeah. Chị cũng thấy như vậy. Còn em? Mong muốn của em á, thì anh sẽ cố gắng anh thực hiện. Anh sẽ cố gắng đến khi nào mà em cảm thấy hài lòng thì thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Huy Tường, hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý thì mình bấm thật mạnh, ấn thật mạnh xuống cái nút bấm. Nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định này. Có thể là người thân, gia đình mình cũng đang theo dõi. Mình phải chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình các bạn nhé. Nếu là cơ hội của ta thì ta phải nắm bắt. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, hai cái đèn đã sáng lên rồi thì còn một việc nữa chúng ta cần phải làm, đó chính là khui quà của em đúng không? Bây giờ được khui quà phải không? Dạ. Em gái khui cái quà đó ra xem là cái gì. Tôi hồi hộp quá. Tại tôi sợ nếu mà không bấm nút chắc quà được trả lại hay em. Không bấm nút là dạ, dạ không ạ. À, là vẫn mở đúng không? Dạ, vẫn mở. Dạ. Cái gì vậy? Cái này là cục bê tông anh tự đúc. Anh nó mang theo ý nghĩa là khi mà anh đã thương một ai đó rồi mở ra là đi em. Anh sẽ giống như là cục bê tông đó sẽ không có cái gì khác có thể là xâm nhập vào trái tim anh được nữa. Này là cục bê tông á hả? Cho anh xin phép được mở món quà đó. Qua đây. Trời ơi, bê tông đúc chặt quá ha. Cục bê tông này với cọng dây chuyền này là anh cũng chuẩn bị cho em cách đây là
chắc hơn một năm rồi đó. Cái mặt dây chuyền này là anh có nhờ người ta khắc tên của anh với lại số điện thoại của anh. Trời ơi, có được số điện thoại nữa hả? Nếu mà giả sử bị rớt điện thoại vô nước hay này kia mà không nhớ số điện thoại của anh đó, thì em cứ đeo cái này. Người ta rớt điện thoại vô nước vậy ông? Giả sử thôi ạ. À. Giả sử kỳ là đúc cái cục bê tông thôi phải không? Chứ còn cái dây chuyền là mua phải không? Dạ. Tưởng đâu làm luôn sợi dây chuyền chứ. Dây chuyền này em đặt ạ. À. Số điện thoại nó hay quá ha. Giống như đi tìm cả lạc vậy đó, không sợ bị lạc. Ai là mơ gọi giùm tôi số này á, kiểu dạng vậy đó. Em cảm nhận món quà là như thế nào? Dạ em thấy ảnh chuẩn bị chu đáo, với lại là nó cũng có ý nghĩa. Kiểu như là trong cổ mình lúc nào cũng có ảnh á. Món quà này thì có ý đồ quá. Rồi mời hai bạn qua đây bấm nút rồi thì chúng ta về chung một nhà nè. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là những món quà của chương trình dành cho mình ha. Đây là những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là món quà làm đẹp chương trình dành tặng cho em. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi bây giờ thì một nụ hôn dành cho nhau nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu chính thức hẹn hò. Mời bạn trai. Với cái nụ hôn này nha, người phụ nữ người ta chưa có bạn trai nha, mà người ta bị em hôn trước mặt bao nhiêu con người như thế này là em phải chịu trách nhiệm. Dạ. Mối tình này thì chị thấy đẹp đôi nhưng mà còn rất nhiều khó khăn, bởi vì nếu em không chủ động thì rất là khó mà phát triển cái mối tình ngay từ đầu. Chị đã nói rồi, đây là một bạn gái truyền thống và rất nhút nhát, mình phải mạnh mẽ lên mình dạ. mới bảo vệ được cô ấy. Dạ. Có tin vui gì báo với Tường liền nha. Dạ. Rồi chúc mừng hai bạn. Ban đầu thì rất là hồi hộp đến mức độ là tối không ngủ được luôn. Còn lúc mà sau khi gặp mặt thì cảm thấy mình đỡ luôn hơn, rồi cảm giác nó thân thiện hơn. Chắc mình chắc cũng phải tranh thủ tìm một buổi để mà hai người gặp mặt nói chuyện riêng để tìm hiểu. Ban đầu thì em rất là hồi hộp, run nữa. Nhưng mà khi mà kéo màn em thấy bạn nữ thì em đỡ run hơn. Và em cảm thấy mình còn rất là nhiều điểm cần phải khắc phục. Mà để tại vì em biết được là bạn nữ là cần được trợ che, em sẽ cố gắng mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Đã quan tâm và theo dõi chương trình. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ tư 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.